Bên cạnh bún nước lèo, bánh cống Đại Tâm thì bún vịt nấu tiêu được xem là món đặc sản mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Sóc Trăng. Cách nấu và hương vị của món này ra sao? Câu trả lời sẽ được MC Phương Linh và đầu bếp Nguyễn Trực giải mã trong Hành Trình Hương Vị vào lúc 19h40 Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2022. Mời quý khán giả đón xem.